Chào tất cả các bạn nhé, mình là Phong đây. Và chào mừng các bạn đã đến với tập này là tập số 7 của Town of Times, thị trấn thủy triều nhé. Như ở tập trước thì chúng ta đã hoàn thành được ngôi mộ cho bà lão ở bên cạnh biển rồi. Và nhân vật chính thì cũng đã quyết định là sẽ chuẩn bị rời khỏi thị trấn này. Ok, chúng ta cùng xem tiếp tục xem. Đúng lúc mình vừa rời đi thì linh hồn bà lão hiện lên và cảm ơn mình. Ok. Mình thử đi qua bên phải xem còn gì không. Chú ý, không đổ rác ở đây. Một cái biển báo, một cái cây gì đây. Mình chắc chắn bãi biển cũng vui vì điều đó. Ok. Cũng sửa lại trang trí cho bãi biển thêm cái biển báo với lại cái cây để những người đến sau thì có thể ý thức được hơn. Vẻ như nhân vật chính thì cũng sắp hết việc làm ở đây rồi. Chúng ta chỉ còn duy nhất, đấy chính là cái cô gái tóc lam. Là lần tập trước thì cô ấy bỏ đi ở đây rồi, vừa mới nói xong. Có lẽ chúng ta giải quyết nốt chuyện với cô gái này là cũng có lẽ là sắp sẽ là cái lúc mà để kết thúc game này. Cô đang làm gì vậy? Tôi đã đợi để nói chuyện với anh lần nữa. Vậy sao? Ngôi mộ của bà lão đã hoàn thành rồi. Tôi biết chứ. Vì tôi đã đi theo sau anh mà anh không biết. Cô có thể tới và nói xin chào mà. Tôi xin lỗi. Hôm nay mình mới để ý thêm được chính là cái màu sắc của cái tập này nó cũng khá thay đổi. Cứ như kiểu là hoàng hôn đấy các bạn ạ. Màu nó cứ kiểu nó hơi ngả vàng một tí. Nhưng mà ít nhất thì trông nó cũng khá là rực rỡ ấy. Là không bị kiểu nhạt nhạt như là hàng ngày. Cô muốn nói chuyện gì vậy? Tôi có thể làm được gì không? Làm gì là làm gì? Tôi chỉ muốn giúp đỡ thôi. Giúp đỡ để anh dần dần cảm thấy tốt hơn. Để xem nào. Tôi không thể hiểu cụ thể cô muốn nói gì. Nhưng tôi trân trọng tấm lòng của cô. Cảm ơn nhé. Nói dối. Tôi biết anh luôn luôn giấu đi cảm xúc của mình. Tôi không bao giờ biết được anh đang nghĩ gì. Tôi không thể vượt qua được bức tường bao quanh trái tim của anh. Nói chung là nhân vật chính hiện tại thì vẫn cứ đang nói dối cô gái này để cô gái có thể yên tâm hơn. Thế nhưng mà linh cảm của một người phụ nữ thì không bao giờ coi thường được đâu. Cho nên là cô gái đã rất dễ dàng phát hiện ra là chúng ta chỉ đang tự lừa dối cảm xúc của bản thân mình thôi. Là vậy sao? Nói chung là nhân vật chính trong trò này thì vẫn chưa thể mở lòng được hết. Mới chỉ gọi là bắt đầu thay đổi một chút về cái suy nghĩ và quan niệm của mình thôi. Còn bản chất thì vẫn rất là khó. Cảm ơn nhé. Tôi nghĩ cô là người duy nhất có thể nhìn thấu trái tim tôi đấy. Đây rồi, chắc là câu nửa thật nửa dối này. Đấy, biết ngay mà. Tôi lại nói dối lần nữa. Để cô ấy không bị tổn thương. Ý thì tốt đấy, nhưng mà với cô gái này thì thế là không được đâu. Nói chung là rất là khó để qua mặt. Vậy là đủ rồi. Ok. Thế nên lủi nhanh thế nhỉ? Cô chăm mèo giúp tôi được không? Tôi sẽ rời thị trấn khoảng vài ngày. Không phải khoảng vài ngày đâu, mà là chắc là vĩnh viễn luôn đấy. Được thôi. Tốt rồi. Cảm ơn cô đã giúp. Như vậy là
Hết ngày hôm nay nhưng mà chúng ta vẫn chưa đi đến đâu vào đâu cả. Hãy chăm sóc nó cẩn thận nhé. Đương nhiên rồi, ta sẽ gặp lại nhau. Không, bình thường thì khi mà một nhân vật trong tựa game mà nói là ta sẽ gặp lại nhau thì mình thấy là rất là ít trường hợp sẽ gặp lại. Thường thường sẽ biến mất luôn đấy. Phải không? Mà sao phải không thì lại nhìn mình nhỉ? Có vẻ game này đang tương tác trực tiếp với mình không đây? Không phải lúc mà nói không phải không, không phải nhìn vào nhân vật chính các bạn ạ. Mình không đi được nhá. Ở đây mình đi được rồi. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta chỉ còn có cách là đi vào trong nhà thôi. Thị trấn Thủy Triều. Nó được vá lại bằng băng dính. Chắc chắn cô ấy đã làm việc này. Ok, như vậy chúng ta không đọc được gì nữa rồi. Bây giờ chỉ có thể đi ngủ thôi. Cuối cùng, tôi sẽ đối mặt với cái cây trong tâm hồn mình. Màu đen trắng này. Hy vọng anh ấy luôn hạnh phúc. Bà lão, tôi như cảm nhận được trái tim bà ấy. Cô bé nhà bên, anh sẽ sớm tới chỗ em thôi. Này bình tĩnh nhá. Đừng có bảo là muốn tự tử nhá. Bình tĩnh thôi. Rời khỏi thị trấn thì được đấy, nhưng mà đừng có nghĩ chuyện tự tử nhá. Người hàng xóm nhà kế bên, chúc ông hạnh phúc lần nữa. Cái màu đen trắng này có khi nào là nhân vật chính chuẩn bị tự tử không nhỉ? Cô gái tuyệt vời. Cây trái tim của cô ấy có thể khô héo, nhưng cô ấy sẽ ổn thôi. Cô ấy sẽ là hạnh phúc. Con mèo. Một con mèo đáng yêu. Có vẻ không ổn rồi đây. Sẵn sàng chưa? Rồi. Nào, sẽ làm gì nào? Bà lão rất yêu thị trấn này. Nhà xóm mới sinh một đứa trẻ. Tôi sẽ gặp em ấy ngay khi tới thiên đường. Anh trai tôi đã làm đám cưới. Và cô gái ấy sẽ chăm sóc con mèo của bà lão. Mọi người trông thật hạnh phúc. Dậy đứng trên mái nhà này. Thôi nhá, đừng nhảy xuống bạn ơi. Tới lúc tôi phải đi rồi. Một cách thầm lặng. Mình cá là chuẩn bị sẽ có lượng khả năng cao là cô gái sẽ ập vào nhà mình nhỉ. Hoặc là một cách nào đấy sẽ ngăn cản mình chết này. Trong thị trấn mà tôi yêu. Trong thị trấn của Thủy Triều. Ôi, rất nhiều cuốn sách đã bị vứt ở bờ biển này. Rồi. Đây là gieo mình tự tử. Rồi. Nào, chuẩn bị có tiếng đợi đã hay gì không? Ô. Thế không ai ngăn cản mình à? Ơ kìa. Thôi nhá, đừng nhá. Ơ kìa, cô gái đâu? Mình tưởng cô gái phải lên tí tới cứu mình chứ. Ấy, biết ngay mà. Game cứ làm mình sợ rồi. Đen ngốc. Tại sao vậy? Tại sao anh lại muốn chết? Tại sao cô ở đây? Tôi đã quá mệt mỏi với cuộc sống này rồi. Tại sao? Tại sao anh lại nói như vậy chứ? Anh đã giúp tôi. Anh đã cho tôi động lực và hy vọng. Thực ra thì nó cũng đúng. Nói chung là mình cũng không phải là ngăn đâu, nhưng mà mình đã khiến cô ấy bớt ý định tự tử, nhưng mà mình đi tự tử. What?
Mình cũng chả hiểu. Để sống, để yêu ai đó, anh đã cho tôi thấy chúng chỉ là những từ ngữ vô nghĩa thôi. Trong những lời nói ấy có tình cảm không? Cô có thấy sự ấm áp trong lời nói của tôi không? Cô dễ tin người quá đấy. Tôi chỉ coi cô như là một cô gái tự phụ thôi. Nhưng mà chính ra có vấn đề rồi các bạn ạ. Con người tôi là vậy đấy. May thay, mọi người ai cũng đều có kết thúc đẹp. Có lẽ tôi đã làm được gì đó. Vậy nên đã tới lúc tôi nên rời khỏi thế giới này rồi. Suy nghĩ kiểu này là hỏng rồi. Mình còn không biết quý trọng mạng sống của bản thân thì làm ăn được cái gì đây. Nhưng tôi không vui về chuyện đó. Không chỉ tôi. Nếu anh không còn ở đây cho mọi người thấy nụ cười thì họ cũng sẽ không thể hạnh phúc đâu. Anh đã nói thế với tôi, nhớ chứ? Anh tới đây vì cuốn sách, và anh trông rất vui khi nói chuyện với nó. Anh không tới đây để chết. Đừng lố bịch như vậy. Ngừng chán ghét cuộc sống đi. Làm ơn. Khóc rồi. Của cô gái này nó khóc rồi. Hãy cho bản thân anh một cơ hội đi. Ôi, nước mắt rơi à? Trò chơi kết thúc. Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể thay đổi rằng tôi là một kẻ đạo đức giả, và tôi có thể làm cô tổn thương. Tôi không chịu được điều đó. Sẽ ổn thôi. Anh không cần thay đổi. Chỉ là hãy sống thêm một chút, được chứ? Tôi có thể sống cùng anh nếu muốn. Không biết có chuyện gì xảy ra đây. À ok, chỉ là cái ôm từ đằng sau thôi. Nhưng mà đấy, những cái lúc như này thế là đủ rồi. Rồi, có một lá thư này. Trời sáng rồi. Đã lâu rồi mình chưa ngủ một giấc dài như vậy. Một lá thư này. Không phải thư mà là thiệp mời. Tấm thiệp mời dự đám cưới của anh trai tôi. Nó tới vào hôm qua. Đấy, chúng ta phải còn sống để mà đi dự đám cưới chứ. Ok, lại là thị trấn Thủy Triều thôi. Ok, chúng ta cùng ra ngoài nào. Đây rồi, cô gái với con mèo. Và màu sắc đã trở lại như bình thường rồi. Chào buổi sáng. Cô dậy sớm thật đấy nhỉ. Cô đợi có lâu không? Không, tôi vừa mới đến thôi. Lại có thêm một con mèo nữa này. Thật sao? Vậy thì tốt rồi. Đây là mèo trắng. Con mèo trắng là mèo đực này. Con mèo vàng như là con mèo cái hay sao ấy. Đến bọn con mèo có đôi có cặp. Tại sao ta lại không đến với nhau? Bạn của nó sao? Có lẽ là bạn gái chăng? Tôi quên mất. Anh muốn nói về chuyện gì vậy nhỉ? Phải rồi. Chà, nếu chúng ta muốn sống cùng nhau, tôi nghĩ tôi nên tới nhà kho ngủ. Căn nhà này quá nhỏ cho hai người ở. À, thế bao giờ không? Tôi sẽ nối tường của căn nhà với nhà kho lại để tạo thêm không gian cho chúng ta. Việc đó có ổn không? Về vấn đề gì? Xin lỗi các bạn nha. Tiền. Anh đã cạn túi, nhớ chứ? Để xin ngôi mộ cho bà lão. Đúng là như vậy.
Tôi biết mà. Tôi xin lỗi. Đây là anh hàng xóm này. Được rồi. Có vẻ đúng như dự kiến nhỉ. Phải. Cảm ơn ông đã giúp. Giúp gì đây? Cảm ơn rất nhiều. Giúp gì đấy? Đừng bảo là giúp mình với hỗ trợ về mặt tài chính nhỉ. Ý cô là sao? Khi tôi tới ngôi mộ mà không nói cho anh biết, chúng tôi đã nói chuyện. Tôi đã rất lo lắng cho anh đấy. Tôi tự hỏi tại sao anh lại xây ngôi mộ cho bà lão ấy. Hai người đều là người lạ, và cô ấy đang để mắt tới cậu. Vậy nên tôi đến để nói xin chào và xin cô hãy ở bên cạnh cậu ta. Tôi thật sự muốn giúp cậu, vì vậy xin đừng hiểu lầm về những thứ mà cậu đã làm cho tôi. Tôi rất cảm kích về chúng. Hai người thực sự rất đẹp đôi. Cả hai chăm sóc nhau thật tốt nhé. Vậy tôi vừa làm đúng kế hoạch của hai người sao? Tôi xin lỗi. Anh giận sao? Không, không hề. Nếu cô không giúp thì tôi đã chết lâu rồi. Cảm ơn cô. Rồi, ok. Tạm thời là đang là happy ending nhá. Mình không biết là có bị lật kèo vào phút cuối không, nhưng mà cái này rất là ok đấy. Nhưng mà chính thì mặc dù đã bắt đầu thay đổi một chút sau từng ngày sống ở thị trấn, và đã có khả năng là kiểu gạt bỏ được cái quá khứ và hướng đến với tương lai như mà mình đã nói ở tập trước rồi. Nhưng mà cái chính là vẫn còn cái suy nghĩ kiểu mặc cảm, cho nên là dẫn đến tự tử. Tuy nhiên, nhờ vào cái cô gái đã cứu chúng ta, nhưng mà chính mới có thể sống tiếp, và sắp tới là sẽ ở cùng với cô gái ấy và là một cặp đôi mà được cái người hàng xóm khen là rất là đẹp đôi thôi. Thế là rất là happy ending ấy. Hy vọng không có gì bị lật kèo. Ok, đây là cái kết rất là có hậu. Khi mà cái cây của tất cả mọi người đều đã nở hoa, rất là đẹp. Hết rồi à? Ok nhá. Vậy là series này thì là, mặc dù thì chơi thì nó cũng nhanh thôi, bởi vì là mình kiểu vừa chơi mình vừa nói, cho nên là có thể nó sẽ hơi lâu. Thế nhưng mà nếu mà các bạn thích thì các bạn có thể tải về và chơi thì thời lượng của nó thì mình nghĩ là sẽ ngắn hơn rất nhiều so với những cái clip mình đăng. Tựa game khá là hay. Lối chơi thì rất đơn giản thôi, chỉ có đi lại lại. Và cứ gọi là chạm đến tác động đến các cái đồ vật để thể hiện ra câu chuyện của nó. Ok, thì xin chào các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở series sau, các series sau. Bye bye. Bây giờ mình thử xem là còn gì nữa không. Là cái hết after credit này. Cuốn sách là Thị trấn Thủy Triều. Đây rồi, vẫn còn một tí này. À không, đây chỉ là cái cảnh kết thôi. Phim. Như vậy là chúng ta đã thành đôi với cô gái ấy. Chúc mừng bạn đã hoàn thành cốt truyện. Cảm ơn vì đã chơi. Đây giống như một thế giới song song với cốt truyện chính.
hãy đi dạo xung quanh nhé. Nhà bạn ở phía kia. Ồ, bây giờ mình được vào vai con mèo này. Bà lão thế nào? Tôi đã ở đây để thử chơi game, nhưng tôi nên chọn cái nào đây? Xin hãy giúp tôi. Bạn có hứng với những game như thế này sao? Bạn sẽ tìm thấy nhiều hơn nếu theo dõi trên Twitter đấy. Tôi sẽ đưa bạn đi nếu muốn. À, không, cảm ơn. Ok, con mèo. Ok. Hello. Tôi là người viết cốt truyện cho game. I'm Cyan. Cảm ơn vì đã chơi game nhé. Ok, đây là đang nói về một chút về cái lịch sử game thôi. Ok. Thị trường thị chiều. Khá là thú vị. Phải.